Nhiều dự báo khoa học cho thấy hiện tượng El Nino sẽ quay trở lại vào cuối năm và khiến tình hình thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu trở thêm trầm trọng. Và hiện tượng El Nino cùng với khủng hoảng khí hậu gia tăng có khả năng đẩy nhiệt độ toàn cầu vượt ra khỏi ngưỡng cho phép. Các nhà khoa học cho biết các cảnh báo về El Nino năm nay sẽ rõ ràng hơn vào tháng 6 tới. Nhìn lại quá khứ thì năm nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận, năm 2016, cũng được thúc đẩy bởi một hiện tượng El Nino quy mô lớn. Các quốc gia giáp với Tây Thái Bình Dương bao gồm Indonesia và Australia sẽ trải qua điều kiện thời tiết nóng hơn và khô hơn. Gió mùa ở Ấn Độ và mưa ở miền Nam châu Phi cũng có thể bị triệt tiêu. Các khu vực khác chẳng hạn như phía đông của châu Phi và miền Nam nước Mỹ, cả hai đều phải chịu các đợt hạn hán gần đây. Có thể sẽ có nhiều mưa và lũ lụt hơn. Ở Nam Mỹ, các khu vực phía Nam sẽ ẩm ướt hơn, nhưng Amazon sẽ lại khô hạn hơn. Các nhà khoa học đang cảnh báo hiện tượng El Nino cùng với khủng hoảng khí hậu đang gia tăng có khả năng đẩy nhiệt độ toàn cầu vượt ra khỏi ngưỡng cho phép. Và trong thời gian tới thì thời tiết nước ta cũng sẽ chịu tác động của El Nino. Vậy thì tới đây El Nino sẽ chi phối thời tiết Việt Nam như thế nào và sẽ cần lưu ý những vấn đề gì với thời tiết của từng khu vực trên cả nước? Và để có thêm thông tin chi tiết thì sáng ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay ông Hoàng Phúc Lâm là Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Vâng thưa ông, vậy thì hiểu một cách đơn giản El Nino là gì và chính xác thì bao giờ nó sẽ tác động đến thời tiết của nước ta? Vâng, có thể hiểu đơn giản là El Nino là cái trạng thái giữa khí quyển và đại dương và có ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên thì cái ảnh hưởng của El Nino đến khí hậu toàn cầu thì mỗi nơi là một khác. Có nơi thì sẽ có mưa nhiều hơn, có nơi thì mưa là ít hơn, có nơi thì nóng hơn, có nơi lại lạnh hơn. Còn về xét về trung bình khí hậu thì ảnh hưởng của El Nino đến Việt Nam thì là khi mà xảy ra El Nino thì các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam thì sẽ có ít mưa hơn và nóng hơn so với cả trung bình. Với chúng tôi các cái dự báo hiện nay cho thấy thì El Nino có thể quay trở lại vào các tháng mùa thu với xác suất khoảng 55-65%. Thế còn từ nay cho đến khoảng tháng 7 thì vẫn là hiện tượng ENSO ở pha trung tính với xác suất khoảng từ 80-90%. Thì các cái dự báo tiếp theo chúng tôi sẽ còn cập nhật về cái dự báo về hiện tượng ENSO này. Dạ vâng, như ông cũng vừa chia sẻ đó là El Nino thì sẽ khiến thời tiết nước ta nóng lên. Vậy cụ thể là năm nay thì sẽ nóng lên mức độ nào? Và ông có thể chia sẻ là những cái biểu hiện và những cái tác động của cái năm El Nino mà ảnh hưởng đến nước ta gần nhất gần đây không ạ? Vâng, có thể nói là trước tiên là về mặt thời tiết khí hậu thì các tháng từ 4, tháng 5 và kể cả tháng 6 thì là nhiệt độ ở Việt Nam sẽ cao hơn so với trung bình khoảng 1 độ C. Và các cái đợt nắng nóng và các ngày nắng nóng thì cũng sẽ gay gắt hơn và có khả năng kéo dài hơn so với năm 2022. Và ngay trong tháng 4 này thì các khu vực như là Bắc Bộ, Trung Bộ và kể cả Nam Bộ thì sẽ có cái nắng nóng kéo dài. Sang tháng 5 và tháng 6 thì có thể là nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên thì với khu vực Bắc Bộ thì nắng nóng còn có thể kéo dài đến đầu tháng 8. Và khu vực Trung Bộ thì có thể kéo dài cho đến cuối tháng 8. Và so với thời kỳ El Nino lịch sử năm 2016 ấy, thì chúng tôi dự báo là năm nay thì El Nino sẽ diễn ra không gay gắt và cũng không kéo dài như là năm 2016. Và tuy nhiên thì vẫn không loại trừ các cái đợt nắng nóng có cái nhiệt độ cao dị thường như là cái nửa cuối tháng 3 vừa qua. Vâng, như ông vừa nói rằng là có thể nắng nóng diễn ra thậm chí vào cái giai đoạn tháng 9, tháng 10 tức là gần như mùa thu của Việt Nam rồi. Vậy thì ngoài cái yếu tố nắng nóng đấy ạ, thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì nữa về mặt thời tiết nữa không ạ? Vâng, đúng là ngoài nắng nóng ra thì chúng ta cần phải lưu ý đến bão. Với mùa bão năm nay thì theo chúng tôi dự báo thì từ nay cho đến khoảng đầu tháng 6 thì ít khả năng bão xảy ra trên Biển Đông. Tuy nhiên thì từ tháng 6 trở đi thì bão trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam thì sẽ bắt đầu tăng dần. Và số lượng bão thì chúng tôi dự báo là năm nay có khả năng là sấp xỉ so với trung bình nhiều năm, tức là khoảng từ 11 đến 13 cơn trên Biển Đông và khoảng 5 cho đến 6 cơn ở ảnh hưởng đến Việt Nam. Và từ tháng 8 trở đi là bão sẽ bắt đầu có xuất hiện cường độ ngày càng nhiều và giảm dần từ khoảng tháng 11. Ngoài ra thì trong các cái tháng mùa mưa bão ở khu vực Bắc Bộ năm nay, tức là tháng 5, tháng 6 thì chúng tôi cũng dự báo là ảnh hưởng của El Nino thì cái mưa nhiều, mưa dồn dập như năm 2022 trong tháng 5 và tháng 6 thì cái khả năng xảy ra là thấp. Dạ vâng ạ. Vâng, và như vậy có thể tổng kết lại đó là năm nay khi mà chúng ta chịu ảnh hưởng của El Nino thì thời tiết của ta sẽ nóng hơn này, các đợt nóng thì cũng có thể gay gắt hơn so với những năm trước, thiên tai mưa bão thì cũng có thể có những diễn biến phức tạp và dị thường. Bởi vậy mà việc tăng cường những thông tin dự báo cảnh báo sớm sẽ là điều cần thiết để giúp cho người dân các địa phương có thể chủ động trong đời sống sản xuất, chủ động trong việc phòng ngừa rủi ro cũng như là việc bảo vệ tính mạng và tài sản. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Hoàng Phúc Lâm đã dành thời gian để đến với chương trình Chào Buổi Sáng ngày hôm nay.